Trước thông tin, hàng trăm hộ dân khu đất dịch vụ X2, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội nhận đất gần 4 năm nhưng đến nay chưa có điện nước để sử dụng. Trao đổi với lao động, ông Nguyễn Huy Hoàng, giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức cho biết, hiện tại toàn huyện có 46 khu đất dịch vụ. Theo quy định, để nhận được đất dịch vụ, người dân phải đóng góp 810.000 đồng trên 1 m² để huyện đầu tư xây dựng hạ tầng. Nhưng thực tế, số tiền đầu tư hạ tầng lớn hơn rất nhiều. Để bù đắp phần thiếu hụt này, địa phương phải sử dụng ngân sách công, trong khi nguồn vốn từ ngân sách cũng khó khăn nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Các dự án hạ tầng, các giai đoạn để đảm bảo đầu tư đồng bộ như tôi kiến thì lại sử dụng từ đầu tư công, từ ngân sách nhà nước. Chính vì vậy là nó phụ thuộc vào nguồn thu. Trong những năm giai đoạn trước do ảnh hưởng đại dịch Covid và thị trường bất động sản trầm lắng thì nguồn thu của huyện nó cũng không cao. Nhưng chính vì vậy là các giai đoạn đầu tư hạ tầng đồng bộ nó không song hành được kịp với cái việc tiến độ giao đất. Nhưng tuy nhiên như tôi kiến với ý khai Song Phương thì hiện nay huyện đã bố trí vốn và đang tiếp tục triển khai và cố gắng hết quý 3 sẽ có điện để người dân sử dụng. Điện, nước là nhu cầu thiết yếu để đảm bảo chất lượng đời sống. Hy vọng trong quý 3 năm 2024, hàng trăm người dân ở khu đất dịch vụ X2 xã Song Phương không phải sống trong tình trạng mua điện, nước, sống tạm bợ.